Rồi, ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với series phân tích LCK. Mình là Linh. Thì cái cặp trận BO5 này thì các bạn đã biết rồi là một chiến thắng 3-2 dành cho bên phía của Genji Esports. Nhưng mà nó điên rồ ở cái chỗ á, là một cái lạc trận mà trên 10k tiền anh em mà, và chênh lệch của hai người chơi đi rừng nó quá khủng khiếp. Và bằng một cách nào đó, bằng một cách điên rồ nào đó, Chovy vẫn có thể gánh được những người đồng đội của mình. Ruler cũng vậy, một ván thi đấu mà nó quá điên rồ trong cái sự nghiệp bình luận của tôi luôn. Và bây giờ anh em mình bước vào trong cái ván thi đấu thứ 5, ván thi đấu quyết định ở trong kèo thi đấu này. Danny hỏi Doran là bây giờ gặp Red. Đầu tiên mình phải kể đến cái giai đoạn cấm mà chọn. Và cái giai đoạn cấm mà chọn rất là thú vị đến từ bên phía của Nam Quân Kia. Họ bung bài mọi người. Chúng ta có thể thấy họ pick con dây đầu tiên nè, dành cho Hoja ở đường trên. Đây là lần đầu tiên mà pick con dây dành cho Hoja. Mấy cái bản trước thì đánh những cái con kiểu dạng cơ mưu. Và cái sự lựa chọn này nó được đẩy ra phương trình giữa. Thường á, những cái mẫu chất tướng mà sát thương vật lý ở khu vực đường giữa, cái điểm mạnh của nó là gì? Nó sẽ có một cái điểm mạnh là cái khả năng đẩy đường nhỉnh hơn so với những con tướng pháp sư. Anh em liệt kê thử ha. Mình có Lucian nè, mình có Kai'Sa mưa kiếm của Faker nè. Rồi mình có thậm chí là những cái mẫu như là Jhinami ở khu vực đường giữa luôn. Bán mẫu đẩy đường rất là khỏe. Thì con dây này được xuất hiện khu vực đường giữa thì nó sẽ có giúp cho bên phía của Nam Quân Kia sẽ có được một cái khu vực đường giữa luôn đẩy. Và với cái sự lựa chọn Nidalee này và cái cách khởi đầu đến từ bên phía của Canyon nó lại quá thú vị. Đường dưới cũng bung chiêu đẩy nữa nha. Đường dưới thì tạm thời mình bỏ qua, bởi vì đây là một cái kèo mà pick những con tướng thuận tay dành cho Knockdown và Kaylin mà thôi. Và thật ra thì cái lực cấm đến từ bên phía của DK á, là họ cố ý để cho Lehen sử dụng Yumi. Yumi nó không phải là con tướng quá mạnh ở thời điểm cấp độ 1. Và coi như là đường dưới thuộc về cho bên phía của DK luôn, cho cái vai trò đẩy lính. Và họ tận dụng những cái đợt lính được đẩy đó một cách rất là thuyết phục. Đường trên cũng là một cái kèo đẩy dành cho Rhaetin. Kèo này thông thường á thì Rhaetin nó sẽ hơi khó để có thể thắng triệt để được con On, nhưng mà nó thắng ở cái khía cạnh là đẩy đường. Và bên phía của Nam Quân Kia tận dụng cả ba đường đẩy phải nói cực kỳ xuất sắc ở trong ván này. Và mình hãy đi đến với những cái diễn biến của ván đấu để mình coi con một ván thi đấu mà Canyon đã out jungle Binus như thế nào. Kinh khủng khiếp. Ba đường đẩy nha anh em. Ba đường đẩy và Canyon đánh vào rừng. Và thậm chí các thành viên đến từ bên phía của Genji á, tôi cảm giác như là họ cũng không nghĩ rằng đối phương lại khai thác một cách triệt để ở trong khu vực rừng như vậy. Đây, họ nỗ lực, họ phòng ngự, họ đép, những là những cái diễn biến bình thường mà thôi. Đó, vẫn đang chỉ là những diễn biến bình thường thôi đúng không? Thậm chí nha, anh em để ý nè, có mắt để phòng ngự chứ không phải là không. Có mắt, à cái này là cái tình huống, chắc để tôi mở sang full đi. Nhưng mà cái vòng đường đầu tiên của Canyon đó, nó quá là khủng khiếp. Thật ra bên phía của Genji là có cắm mắt phòng ngự. Đây, anh em thấy không? Một con mắt ở đường trên để phòng ngự, một con mắt ở khu vực đường dưới để phòng ngự. Đó, nhưng mà con mắt này bình thường đó, nó cắm nó bị sai. Nó vẫn phát hiện, nó không phát hiện ra cái hướng di chuyển của Canyon. Đó, không phát hiện ra. Thì cái con mắt này là cái con mắt có ý định phòng ngự, nhưng mà nó hơi lỗi một chút. Nó hơi lỗi một chút. Cái tôi đang dịch lại là tôi muốn coi là không có thông tin. Tại vì nếu như mà bên phía của DK mà có thông tin của con mắt này á, thì mình mới nói là cái pha xử lý của rừng bên phía đối phương. Nhưng pha cắm mắt này là pha cắm mắt nó hơi bị lệch, và nó không phát hiện ra cái pha di chuyển rừng của Canyon. Canyon tấn công vào rừng ở thời điểm cấp 2 luôn. Con Hecarim là cái con tướng mà không đủ mạnh ở thời điểm cấp độ đầu anh em. Nó là cái con tướng mà kiểu dạng nó bị thua so với Viego. Anh em thấy Viego qua rừng tìm được các thứ không? Sau Baker nè, về mặt chất tướng á, nó đẩy đường rất là tốt, lên được cấp độ 2 và lấy được lượng máu đến từ Chovy. Nó khiến cho Chovy bị lùi ra khỏi khu vực đường giữa. Và nó sẽ là cái con tướng mà chủ động đẩy cái đường giữa tốt hơn. Anh em thấy không, ba đường đều đang có cơ sở để có thể đẩy dành cho phía của DK. Cái pha này của Canyon ghê lắm nè. Một cái pha mà nó nhảy một nhịp và nó chỉ bị một hit đánh đến từ trụ thôi. Đó, tiếp tục là tình huống cướp đường. Cái pha mà nó ném lao trúng Binus á, nó không qua là bởi vì nó đang muốn out jungle. Và nó thấy Binus đi đâu rồi đi theo đó.
đánh cực kỳ kiểu dạng là áp lực luôn. Cái mảng rừng nửa trên đến từ thằng Canyon đó là không farm, tại vì cái thời gian dọn rừng của nó thực ra nó cũng bị hạn chế. Thật ra chỉ có một cái con tướng mà có khả năng được dọn ba cánh rừng cách nhanh nhất á ở thời điểm này á, là tôi nghĩ là con Olaf, vừa đánh mạnh lúc đầu mà vừa can thiệp được ba cánh rừng nữa. Ở cái tình huống này nè, anh em thấy nè, thằng Canyon á nó nhảy ra đường giữa, xong rồi nó biết thằng Peanut sẽ hướng lên đường trên, tại vì bây giờ hết rừng rồi đó. Thằng Canyon nó không về bãi chim, nó chỉ đánh một cái động tác giả thôi, sau đó nó giật ngược trở lại. Thằng Showmaker sẽ là cái thằng chết thông tin. Anh đi theo Peanut, Peanut đi đâu thì ta đi đó, và anh ta thậm chí là giật ngược trở lại vào rừng. Anh tiếp vào rừng anh em khổ lắm, ván này khổ cực kỳ dành cho Peanut. Peanut lay hoay một thời điểm đầu mình mới chỉ ăn được một bãi thôi, và cấp độ 2 đánh quá khó chịu luôn á, nó đánh cướp rất là triệt để luôn. Ba đường đều đang đẩy mà, đây là cái thế ba đường đều đang đẩy. Peanut, anh em nhìn cam của Peanut cười đau khổ luôn. Lúc mà bình luận tôi có nói đây là ván thi đấu mà kiểu dạng đáng quên nhất của Peanut, một cái ván mà có sự khởi đầu rất là tệ dành cho Peanut. Thậm chí là Hoya nó vô nó phá luôn, nó phá để làm chậm đi cái vòng rừng đến từ Peanut đó. Quá khổ. Anh em thấy khổ chưa? Đường dưới cũng đang đẩy nữa, cũng vô cắm mắt để áp lực. Thì cái pha này nó ăn được cua anh em. Bãi quái vật rừng thứ hai của Peanut đó. Nè anh em thấy cái mạng rừng cánh trên không? Bởi vì cái thời gian dọn của con Canyon là không đủ á, nên nó phải tạm thời bỏ qua để nó tiếp tục nó đánh vào rừng để làm suy yếu hơn Peanut. Và những cái tình huống né mắt này rất là hay, quá trí mạng luôn á. Mấy cái pha né mắt này là quá trí mạng luôn á. Thằng Peanut hơn là nó chờ cái bãi sói á, bởi vì nó cũng là người chơi có kinh nghiệm và nó thấy thằng sụp của bên phía DK là di chuyển rồi. Chứ mà nó cố gắng nó rướng lại ở bãi cua là nó sẽ bị đánh bật ra thêm lần nữa và tiếp tục. Nếu như mà pha đó thằng Peanut cố rướng bãi cua là nó sẽ không giữ được bãi sói. Và pha này Kaylin nó lại quá quyết đoán rồi. Làm choáng cũng như bị gây sát thương bởi cây điền, lao theo tới từ cây điền với điểm chiến công đầu thuộc về người chơi đến rừng bên phía đá một kia. Anh ta tiếp tục co quay, chu vi chắc chắn sẽ không đủ sát thương, thậm chí là cây điền qua lại trả đũa cho bên cơ tới hai điểm hạ gục dành cho đá. Quá trời lợi thế lúc đầu luôn, tan nát ở trong khu vực đó. Peanut quá khổ lúc đầu luôn. Rồi nó ghê tới cái mức á, mà khi á mà nó cướp bãi chim ở đây rồi nè, đó nó cướp bãi chim rồi, bãi đá ra nha. Cái lúc này á thì trên những cái biến chính á là mình sẽ được coi lại cái replay cái pha đánh vừa rồi. Thì cái pha lúc này à, tôi đang nghĩ là thằng Canyon liệu rằng nó có tha cho Peanut hay không, là nó để cho Peanut ăn bãi người đá, sau đó thằng Canyon sẽ dọn bãi cua, sau đó dọn ba bãi quái vật rừng của mình ở mạng dưới đó. Tôi nghĩ là như vậy thì nó sẽ có cơ hội để nó tiếp tục dọn cái phần rừng, thì thằng Peanut sẽ được ăn bãi người đá đó. Thằng Peanut được ăn bãi người đá xong, Peanut có thể tận dụng cái khoảng thời gian trống đó, thì lúc mà Canyon nó dọn ba bãi nửa dưới á, thì Peanut có thể găng hoặc là về ăn bùa xanh đồ các thứ. Nhưng mà không anh em, nope. Canyon say không nè. Cái khúc này là cái khúc mà mình coi lại replay, thì lúc đó là trong đầu của tôi nghĩ là Canyon là nó ăn cua hay là nó qua cướp đá đó. Nếu như mà nó ăn cua thì nó sẽ dọn ba bãi nửa dưới, nhưng mà không, má Canyon qua cướp đá tiếp nè, qua cướp đá tiếp. Hảo chưa? Nhưng mà Peanut fan này nó lại hay anh em. Peanut fan này dù gì cũng phải khen Peanut hay, tại vì cái kinh nghiệm thi đấu với lại cái việc mà nó nhìn quay á, nó biết là thằng top đang bị đẩy vô, thằng top cấp 6 thấp năng lượng, còn đủ năng lượng để xài rờ, đang bị đẩy vô, đối phương có 3 người thì có thể là băng trụ được. Còn trong khi đó thì cái bối cảnh của con Đốc Đam ở đường dưới nó cũng khỏe, nó chỉ đẩy lính thôi. Bây giờ là về nhà này của con Đốc Đam lại tốt nè, có đi bí thư thất truyền rồi á, thì nó chỉ đẩy lính thôi, năng lượng của nó cũng nhiều. Rồi thằng Kaylin thì nó đi ra với một cái giày bạc. Nói chung đây là ván thi đấu mà thả đường dưới để đánh vào rừng. Nhưng mà dù gì thì pha này thì Peanut cũng hay, cũng gọi là hay, nó ở lại nó hỗ trợ dành cho con top. Doran cũng xử lý ok nữa, chủ động tốc biến hất được hai nè, câu được rất nhiều thời gian. Đó, pha xử lý này ok đó chứ. Một điểm hạ gục cũng gỡ được phần nào, cũng đỡ thôi chứ không phải là gì. Nhưng mà tiếp tục là nó bị đánh vô rừng tiếp anh.
Đây mình chuyển qua cái highlight. Tính dù sao thì cũng phải nói là Peanut nó cũng hay. Pha này thật sự Peanut hay chứ không phải là không. Nhưng mà cái game này là một cái game thế trận mà có thể thấy là một chiều dành cho bên phía của DK. Lăn cầu tuyết ghê lắm. Khoảng chừng 12 phút là chúng ta thấy là chênh lệch đâu đó khoảng chừng 5-6 ngàn tiền rồi. Xong tới 15 phút là chênh lệch 7 ngàn tiền. Lăn cầu tuyết rất ghê đến từ những con sứ giả. Mà Peanut sẽ không bao giờ quên được, bởi vì đây là cặp trận bán kết 2 của LCK. Peanut đúng là không bao giờ quên được. Đã anh em nghe tôi bình luận rồi. Mà Peanut sẽ không bao giờ quên được, bởi vì đây là cặp trận bán kết 2 của LCK. Và ván thi đấu quyết định nữa. Peanut tối đúng là đây là ván thi đấu mà Peanut sẽ không bao giờ quên được anh em. Bà nội nó ảo thật sự. Ván này là một ván mà chinh rừng hai cấp độ xuyên suốt cho tới giai đoạn về sau luôn. Peanut cấp 5, Canyon cấp 7. 70 chỉ số quái vật rừng so với 28. Mà cái chỉ số quái vật rừng thì nó cho tiền, kinh nghiệm nhiều hơn là lính ở đường. Và cái mạng rừng nửa trên á không được ăn nha. Nửa trên mạng rừng đầu của bên phía Canyon thì còn nguyên từ giai đoạn đầu cho tới bây giờ luôn, còn nguyên. Nó đánh vô rừng của phía đối phương không ạ? Đó. Anh em nhìn thấy vô cái thế này á, vô thế này nó rất kiểu dạng. Nếu như mà anh em nào mà coi giữa chừng á thì anh em thấy bỗng nhiên là ui bên phía DK thắng rồi, thắng chắc rồi. Cá nhân tôi nghĩ là trong đầu cũng như vậy. Thế trận hoàn toàn toàn là một chiều. Và cái đội hình đến từ bên phía của DK là đội hình cấu rỉa máu nữa. Đội hình cấu rỉa máu mà có được lợi thế là nó sẽ kiểu dạng là anh em thấy là nhiều ván thi đấu mà out tầm kỹ năng đúng không? Thì ván này bên phía của DK có cơ sở để có thể làm điều đó. Có Zip nè, có cầu sấm qua cổng gia tốc nè, có Nidali out jungle nè. Lăn cầu tuyết ác lắm anh em, 12 phút mà đâu đó trên khoảng chừng 5.000 tiền rồi kìa, 4.000 mấy 5.000 tiền rồi. Sau đó tới khoảng chừng 15 phút trên 7.000 tiền. Mọi thứ nó đều nghiêng về cho bên phía của Đam Quân kia cho tới một thời điểm. Chút nữa chúng ta sẽ đến cái thời điểm đó sau. Nói chung pha này vẫn ổn. Mấy cái tình huống này thì bên phía của Genji là giao tranh ở trong sự bất lực. Bởi vì rừng bị thọt, rừng bị hết tài nguyên nè. Cho Vi thì cũng chưa có đồ. On thì cũng không có đam. Seiya thì đang farm ở đường giữa. Không nhiều lắm tác dụng. Đó, họ bắt họ kiểu dạng trong những cái đội hình cấu rỉa máu sẽ được vận hành như thế này đó anh em. Vây hãm vào trụ hoặc là vây hãm vào những cái mục tiêu giờ rồng hoặc baron. Nó sẽ cắm mắt, sau đó nó sẽ rỉa máu từ tầm xa. Nó rỉa trật thì không sao anh em, rỉa trật thì tiếp tục rỉa lại. À, nó có đủ thời gian mà. Nhưng giai đoạn về sau á thì bên phía của DK á họ không có nhiều thời gian nữa. Họ bị mở. Có ít nhất là hai pha mà bên phía của Genji chủ động mở. Trước thời điểm mà bên phía của DK cấu rỉa thì với những cái tình huống mở như vậy á, và trước đó thì bên phía của DK không chỉnh chu trong những tình huống cấu rỉa nên họ không tận dụng được một cái lợi thế chinh nhiều tiền như vậy, và cái đội hình cấu rỉa máu không được vận hành đến từ bên phía của DK, thì đó lý do tại sao mà họ bị thua trong ván này nha. Nhưng mà chút nữa mình sẽ đến với những cái thời điểm đó. Rừng thì vẫn đang bị đánh vào nhé. Đúng một cái Châu Vi ván này á, thật ra Châu Vi cả ba cặp trận này á đều đánh rất là ổn, farm rất là tốt. Trước cái cặp trận này á thì có bên phía của SK có đưa ra cái thông số về mặt cá nhân á, Châu Vi là cái thằng farm nhiều nhất nè, farm khoảng chừng 11,5 CS trên một phút là rất nhiều rồi đó. Bình thường như là những cái thằng mà farm bằng thời gian hoặc là vượt thời gian thì cái chỉ số của nó là khoảng chừng 10.5 là nhiều rồi đó nha. Bạn Châu Vi nó hơn một con lính luôn là cực kỳ nhiều rồi. Với lại cái chỉ số khác đến từ Châu Vi á là sát thương theo thời gian của nó cũng là cao nhất ở khu vực đường giữa. Rồi cả cái hiệu suất sử dụng lượng tiền nữa, chuyển hóa sát thương, chuyển hóa tiền thành sát thương á là 130 mấy%, rất là cao anh em, nó cao nhất luôn. Thì mình không thể nào nói là Châu Vi nó không gánh đội được. Châu Vi thật sự vẫn đang là cái thằng gánh các thành viên đến từ bên phía của Genji. Pha này như giết đường sau mấy cơ, nhưng mà bị ép đánh ngược trở lại. Nói chung là từ thời điểm phút thứ 25 trở về trước thì tất cả mọi thứ đều có lợi dành cho phía của DK. Lúc này trên đồ nhiều mà. Nổi về điểm hai gục.
Pha này thật ra chưa ảnh hưởng nhiều đâu, tại vì sau pha này thì bên phía của DK vẫn ăn được sứ giả. Và cái con sứ giả là cái công cụ để có thể lăn cầu tuyết tốt dành cho phía của DK. Với cái việc mà mất đi thằng Showmaker thì nó vẫn kiểm soát được con sứ giả, bởi vì Showmaker có dịch chuyển. Rừng vẫn đang bị đánh vào, là cái chênh lệch lớn nhất đó, ở trong cái game này á, nó đến từ thằng Canyon với lại Peanut. Còn ngược trở lại đây ván thi đấu mà những cái thanh niên như là Chovy nè, Ruler nè, farm rất là tốt. Bởi vì cái nhịp farm của họ tốt, bám kịp với thời gian, nên họ có lượng trang bị đủ để có thể giao tranh với các thành viên của phía đối phương. Chứ mà nếu như họ farm không tốt, họ bị ao đồ á, thì lúc đó giao tranh mới gặp bất lợi nhiều. Nói là nói như vậy thôi chứ mà pha này như Canyon solo kill luôn. Thảo mau kích cái đài, chủ động tốc biến cắn xong chạy ra. Bảy ngàn tiền rồi anh em, 17 phút. Mắt binh nhất có thể. Có luôn cả con sứ giả 2 nữa. Sứ giả 2 thường sẽ mở ra khu vực giữa, có trụ càng tốt. Đúng không? Anh em coi tới khúc này là anh em kiểu dạng tắt máy đi ngủ được rồi á. Bởi vì kiểu gì mình cũng khẳng định ở trong đầu là bên phía của DK thắng rồi, win rồi. 7.000 tiền, một chút nữa lên tới 10.000 tiền luôn. Và đội hình có zit nữa, đội hình có rỉ máu tầm xa, có zit. Rồi đồ các thứ nữa. Nidalee nữa. Rất dễ để có thể đi vây hãm vào công trình. Nhưng kể từ giai đoạn này thì cái tỷ lệ trúng ở trong những cái pha cấu rỉ máu của bên phía DK nó bắt đầu giảm dần. Anh em thấy hai cái tình huống cầu sấm của Showmaker chưa? Là không có địa chỉ rồi. Đó là một trong những cái bước lùi dành cho bên phía của DK á. Bởi vì bạn cấu rỉ máu không thành công, bạn không có nhiều lắm lợi thế. Và khi mà bạn cấu rỉ máu như vậy mà bạn không trúng á, thì đối phương sẽ có cơ sở để có thể múa. Và đội hình đến từ bên phía của Genji nữa, là đội hình mở giao tranh tốt với Yumi kích tốc, với On Hỏa Dương Hiệu Triệu đó, và chương cuối của Yumi nữa. Thì nếu như mà bạn không cấu rỉa để có thể làm mềm đối phương á, thì nhiều khả năng là bạn đứng lỗi, sau đó bạn bị đối phương mở ngược trở lại. Thì những cái tình huống mở của bên phía Genji là những cái tình huống mà giúp cho họ câu kéo được khoảng thời gian đủ lâu. Rồi 20 phút thì chúng ta vẫn đang có lợi thế khoảng chừng 8.000 tiền, và con sứ giả bây giờ mới được đẩy lên khu vực trường trên để hoàn thành được cái trụ thứ 6 dàn ngoài, và trụ bậc thềm ở khu vực đường dưới nữa. Đây hình như pha này là pha mở đầu tiên nè. Pha mở tạo ra tiền đề nhất định. Chưa. Nó một chút nữa sẽ có pha mở trên top lane. Mạng Ruler có được cú triple kill á. Lúc đó pha đó là Ruler có được 2 điểm hạ gục. Rồi, mọi thứ vẫn đang theo chiều hướng của bên phía Double Kia đúng không? Cái điểm được của bên phía Genji á, là họ có con rồng đầu tiên. Thực ra gồng đầu nó cũng không phải là cái điều đáng nói, nhưng mà dù sao thì cái áp lực linh hồn rồng á, cũng sẽ bị chậm anh em. Với lại rồng đầu, rồng 2 trong ván này nó ăn khá là trễ. Đó, bây giờ 20 mấy phút mà chưa có áp lực ở rồng 3. Nhưng mà như đã nói, với cái chênh lệch về tiền như vậy nó lớn dành cho phía của DK, thì họ có thể sử dụng cái lượng chênh lệch này để mà đó, dụ kiểu như vậy nè, kiểu như dùng con Baron làm mồi câu nè. Ván này thằng Doran nó kiểu dạng bị đánh cho ván đầu luôn mà. Peanut khai thác luôn, Peanut nằm luôn, mất Baron luôn. Này mất chiêu cuối đến tường đất đam mà vẫn đánh tiếp được. Đó. 9.000 tiền luôn ha. Rồi, thông thường bây giờ sẽ làm cái gì? Tất nhiên là bây giờ là về nhà tận dụng cái ngưỡng sức mạnh nhỉnh hơn. Ngưỡng sức mạnh nhỉnh hơn ở đây là anh em nhìn vô rừng là đã chinh nhau đồ sức mạnh đúng không? Mid lane thật ra cũng không chinh nhiều, nhưng mà cũng gọi là có một khoảng chừng 1.000, chinh 1.000 ở cái vị trí đường giữa, hoặc là chinh khoảng chừng 800 mấy trăm ở vị trí đường dưới đi ha. Bây giờ 3 món trang bị hoàn chỉnh, phía bên đây 2 món rưỡi, phía bên đây cho vì 2 món thì bên đây 2 món rưỡi. Đó, thì chinh nhiều nhất đó chính là vai trò đi rừng. Nhưng pha này, đó, nói chung là bây giờ chỉ cần rỉa thôi, chỉ cần bóc thôi. Đó, chỉ cần bóc thôi nha. Lấy được cái trụ bậc thềm đó, tiếp tục là chỉ cần bóc thôi. Biết chứ, bên phía của DK biết chứ. Pha này rất là quan trọng nè. Những pha này là pha mà bị
bị mở giao tranh ngược trở lại nè. Bóp đi mấy anh. Ui, sau mấy cơ nè. Sau mấy cơ thứ nhất là pha này nó bị khựng lại nè. Chưa kịp bắn cầu. À, cho vì giai đoạn về sau nó hôn gió chuẩn lắm nha. Cho vì giai đoạn về sau gây CC hơi nhiều. Trong khi anh ta đã sử dụng chiều cuối rồi, Đông Nam không dính chiều cuối đến từ vị trí của Pinot, đóng đồng hồ câu giờ, năng lượng quá thấp đến từ vị trí của Đông Nam nhưng vẫn đang chờ ruler được bắn nha. Ruler sát lực nhưng bắn tay cũng hơi ác ha. Ok, ác chưa. Rồi sau nữa nó có một pha nữa sit down được Canyon. Xong tình huống này là anh em thấy là bắt đầu là không bị chinh đồ nhiều rồi đó. Chỉ có chinh là chinh ở rừng thôi, còn những vị trí khác là không có dấu hiệu chinh đồ nữa. Pha vừa rồi đánh rất là hay đến từ bên phía của Genji luôn á. Hiệu khống chế được chồng vào rất là đẹp. Ví dụ như cho Vi nó hôn gió thành công, Ruler có 3 được điểm hạ gục ở trong pha thi đấu này. Xanh luôn, có được con rồng 3 luôn. Áp lực rồng ở giai đoạn tiếp theo là bị giảm luôn. Rồi pha này là cái pha bước ngoặt nha. Pha này là cái pha bước ngoặt khi mà bên phía của Genji họ đép được cái bù lợi Baron, họ có được nhiều điểm hạ gục. Set down rồi chứ. Rồi xong đó là những cái pha mở đường giữa nữa, liên tiếp là một vài những cái tình huống. Đây là cái tình huống kiểu dạng họ bị mở nè, thì nó khiến cho cái nhịp lăn cầu tuyết đến từ bên phía của DK nó bị chậm. Pha này á là bên phía của DK không tận dụng được bùa lợi Baron ở những giây cuối nè, rồi không ăn được con rồng nguyên tố thứ ba của họ trong ván nè. Đó, nó cứ dần dần mất dần đi những cái lợi thế anh em. Showmaker là kể từ thời điểm này là cái mấy cái tình huống mà rỉ máu là bắt đầu giảm rồi, bắt đầu giảm đi cái độ uy lực rồi, tại vì không có trúng. Pha này cũng chiêu cuối cũng kiểu dạng cũng không trúng nữa, đổi được cái phi hồ đến từ cho Vi. Nào xong rồi nó mở qua phi binh cánh trái. Đó. Mở thấy là bắt đầu bỉnh bỉnh rồi đó, pha này hơn là hung gió trật á. Chứ mà hung gió trúng là chết thằng Kaylin rồi. À cũng chết à. Bắt đầu đúng không? Anh em thấy là bắt đầu cái lượng tiền nó giảm dần rồi đúng không? Rồi anh em quay ngược trở lại với cái món trang bị của những vị trí chủ lực nè. Xem nhau hết rồi, không chênh nhau nhiều lắm. Đó. Thậm chí là con Ari này bây giờ thậm chí là nhỉnh hơn so với Sobaker nữa. Sobaker ván này nó farm ít hơn là bởi vì nó di chuyển cùng với team, nó đánh trụ nên nó mất bi chỉ số lính. Đổi công trình à, vô cái pha này nữa. Má pha này đúng kiểu dạng cho Vi gánh đội luôn á. Một cái tình huống mà mình không khen cho Vi không được anh em. Peanut thì coi như phế ha. Peanut bị bắt rồi, xong rồi Peanut bị chết rồi, rừng mà chết thì mất đi cái cơ hội để tranh chấp cái mục tiêu lớn, đó chính là Baron. Anh em thấy hiểu. Nói chung là bên phía của DK họ làm mấy cái tình huống này là không sai, nhưng mà cái pha nhấp nhã giao tranh vừa rồi á, thì bên phía của Genji làm tốt quá. Và trong pha này thật ra họ vẫn đang có lợi thế chứ không phải là không. Nhưng mà bị một cái nào anh em để ý nè, với một cái pha giao tranh thua ở đường trên đó, họ mất đi con rồng, họ để cho Ruler xanh. Ruler bây giờ cực kỳ xanh luôn, bắn tay cũng khỏe, mà cấu rỉ máu cũng khỏe luôn, Chovy cũng khỏe luôn, thì đó là một cái bước lùi rồi chứ không phải là bước dừng nữa. Nếu như mà họ lấy được một cửa Mega, họ cấu rỉ máu được ổn, họ lấy được một cửa Mega, thực ra nó đến từ những tình huống cấu rỉ máu là chính anh em. Đối phương bị mềm thì đối phương sẽ không mở giao tranh được, nhưng mà bởi vì họ không đạt được cái sự chuẩn xác cao trong những cái pha mà vây hãm đó, nên đối phương vẫn còn full máu và bên phía của Genji mở được. Thì nếu như trong tình huống này thì bên phía của DK mà có được linh hồn rồng lửa thì nó sẽ là cái câu chuyện khác đúng không? Rồi ok, tạm thời bỏ qua giai đoạn đó, mình đến với cái pha giao tranh mà Chovy làm quá nhiều. Chovy làm quá nhiều ở trong pha giao tranh này, kinh khủng. Đây là tình huống giao tranh 4-5 nha. Họ có khả năng mở giao tranh nhưng họ không có rơi. Tôi cũng bình luận luôn. Cái cơ sở để có thể triển khai con Baron dành cho bên phía của DK, và bên phía của Genji phải rơi vào cái thế 4-5. Họ có khả năng mở giao tranh nhưng họ không có rừng. Để coi pha thi đấu này điều kỳ diệu gì sẽ điều kỳ diệu gì Genji. Điều kỳ diệu mang tên Chovy. Má thiệt luôn anh em ơi. Lướt xuống nè, cách đồng hồ của Canyon. Ghê chưa? Out Canyon chưa? Sao mấy cơ chết chưa?
Sau mấy cơ vào một mình phía bên kia cũng hơi chơi không nổi. Trời ơi, nó lướt nó hung cơ. Để tôi coi, sau mấy cơ cái pha này thật ra tôi để ý tới Chovy nhiều chứ tôi không để ý tới sau mấy cơ. Đâu để coi sau mấy cơ đó. Sau mấy cơ full nè. Cầu sấm của sao mấy cơ đâu. Ai da, cầu sấm trật rửa rồi. Mấy cái pha quan trọng cầu sấm trật như thế này thì chết rồi. Trời ơi, con mèo hỗ trợ giết hai luôn. Chovy thì khỏi nói luôn. À, hôm nay có bạn hỏi tôi là cái phong độ thi đấu của sao mấy cơ ở trong ván này như thế nào. Nó không khác gì là mắc hai sao mấy hai. Peanut ván này, Peanut ván này không làm mà cũng có ăn là thật. Đánh xong ván này, Chovy mặt bình tĩnh, không một cảm xúc. Còn bốn ông còn lại mừng như vô địch luôn nữa. Ây da. Đây đây anh em. Peanut đúng là nhân chứng sống của những cái cuộc mà lộ ngược dòng 10k tiền. Năm 2017 là cái đội hình của SKT cũng có Peanut đúng không? Năm 2022 lội 10k tiền. Ảo ma thật sự. Ôm score chạy ra ôm liền, ôm cho Vi liền. Và ván này thật ra cũng có dấu ấn của score nha. Với cái đội hình hình như là ván 1 á, có hai trừng phạt, mắc cười lắm, hai trừng phạt, mỗi trừng phạt là 900 đam đúng không? Mà bên phía của Genji là có hai trừng phạt bởi vì có sắp xếp. Sau đó con rồng hình như con rồng ngàn tuổi, con rồng hình như còn 1815 máu. Xong hai ông chồng cái trừng phạt vô. Đúng 1800 máu còn lại 15 máu. Xong đối phương nó lụm. Má ảo thật sự. Ảo thật sự. Pha này cái game này cái game rất ảo luôn á, game này ảo thật sự luôn. Mười ngàn tiền. Ok, thì vừa rồi thì tôi cũng review qua cái cặp trận này. Nếu như anh em thấy hay, nếu như anh em thấy có điều gì mà tôi nhìn chưa ra thì anh em có thể comment phía bên dưới để cho tôi biết đó nha. Cũng như là các bạn khán giả theo dõi khác nữa. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hy vọng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ tôi ở trong cái loại series này. Bye bye.